Chê sa ta he cha ca sa những người từ mẫn siêng năng những thân quán tưởng thường hằng chẳng lơi chỉ là việc thích đáng thôi nhã hoạn lộ hoặc khó mồi nảy sinh đó là khổ thơ của hòa thượng Minh Đức. Dạ con đã kể xong ạ, xin gửi hết lại cho chị Phổ Nhân ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Trần Đạo. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sông Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng. Con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài có pháp cú số 293. Dê sanh chá su sa ma rát tha nít chăng ca giá gá ta sa tí á kít chăng trê ná xê quan tí kít chê sa táp chá ca rí nô sa ta năng sâm bá cha na năng á thăng gan chăn á thăng gáp chăn tí a sa hoa dê sanh chá xú xá ma rắc tha nít chăng ca giá gá ta xá tí á kích chăng tê ngã xê quá tí kích chê sa táp chá ca rí nô sa ta năng sầm phá cha na năng át thăng gát chan tí a xá hoa dê sanh chá xú xá ma rát tha nít chăn ca giá gá ta xá tí á khít chăn tê ná xê quan tí kít chê xá ta chá ca rí nô xá ta năng sầm phá cha na năng ăn gáp chăn tí a xá hoa người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm không làm việc không đáng gắng làm việc đáng làm người tự niệm giác tỉnh lậu hoặc được tiêu trừ. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Những người cần mẫn siêng năng niệm thân quán tưởng thường niệm thân quán tưởng thường hằng chẳng lơi chỉ làm việc thích đáng thôi ngã mạn lậu hoặc khó mồi nảy sinh. Bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của sư Sương Mai. Dạ con kính cảm ơn cô Cẩm Vân, con Sương Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 293. Ye san cha su sa ra mát tha nít chăng ca giá ca cha giá gá ta sát tí kít chăng tê ná xê quan tí kít chê sa tắc chá ca rí nô sa ta năng sa ta năng sam pa cha na năng á tha gắt chắc tí a sa hoa dê sanh chá su sa ma ra tha nít chăng ca giá gắt ta sa tí a kít chăng tê ná xê quan tí kích chê sa tắc cha ca rí nô sa ta năng sam pa cha na năng a thăng gắt chăn tí a sa hoa về cha về san cha su sa ma ra ta ni chăng ca ya ga ta sa ti a ki chăng te na se quan ti
kiche sata chakarino sata nang sampajana nang athagacchanti asawa ye sat ye sancha su samaratha nityang kaya gata sati akichang te na sevanti kicha sata cha charino sata nang sampajana nang athang gacchan sa asawa người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm thường thường quán thân niệm không làm việc không đáng không làm việc không đáng gắng làm việc đáng làm người tứ người tu niệm xứ giác tỉnh loạn lậu hoặc được tiêu trừ bản phô thợ hoặc minh châu những người cần siêng năng niệm thân quán tưởng thường hằng chẳng lơi chỉ làm việc thích đáng thôi ngã mạn lâu hoặc khó ngoài nảy sinh. Dạ mời cô Khánh An. Dạ Nam Mô Bích Thai giá không biết cô khách Khánh An cô chẳng được đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cho Nhật Quỳnh dịch nhạc dạ, cảm ơn cô tu nữ Viriyatana vậy là cô Khánh An nhầm rồi tại hôm trước cô nói là Nhật Quỳnh đừng có mời cô mà bữa nay Nhật Quỳnh thấy cô đưa bàn tay lên rất là hoan hỷ. Vì ra là cô đã bấm nhầm, cô không có chức máy. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Vậy Nhật Quỳnh xin phép để tay cô xuống nha. Dạ, hoan hỷ đạo tràng, hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, dạ vậy là cô cũng bấm nhầm. Dạ, Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Cô tu nữ có Phúc Hạnh có hứa với Nhật Quỳnh là khi nào mà mít của Nhật Quỳnh bán ế thì cô sẽ mà giúp cho Nhật Quỳnh. Bây giờ cô tu nữ Phúc Hạnh có chức máy không? Có thể cầm mít được không cô? Alo. Vậy là cô Phúc Hạnh cũng không có chức máy luôn. Dạ. Dạ, bây giờ thì đang đông có... có nghe được cứu lên dạ cứu lên cô vi đi tánh á biểu cô Phúc Hạnh cứu lên mà cô thì không có cố lên cô đưa tay gì hết dạ giờ Nhật Quỳnh thấy bàn tay cô Ái Minh mời cô ạ. Dạ Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ, Đại Đức Minh Mẫn. Kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị, cảm ơn quý chị đã cho biết rõ.
Cảm ơn quý chị đã cho biết rõ tín hiệu ạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 293. Ye san cha su sa ma ra tha ni chan ka ya ra ta sa ti a ki chan te na se quan ti ki che sa tác cha ka ri no sa ta nang sa ba cha na nang a thang ga chan ti a sa Ye san cha su sa ma ra tha ni chan ka ya ga ta sa ti a ki chan te na se quan ti ki che sa tác Chakarino Satanang Sambachana Nang Athanga Chanti Asawa Yesan Chasu Samaratha Nichankaya Gata Sati Aki Chante Nase Kwanti Kiche Satang Chakarino Satanang Sambachana Nang Athanga Chanti Asawa. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ye san cha su sa ma ra tha ni chan ka ya ga ta sa ti a ki chan te na se quan ti ki ye sa tang cha ka ri no sa ta nang sam ba cha na nang a thang ga chan ti a sa wa ye san cha su sa ma ra tha ni chan ka ya ga ta sa ti a ki chàng tề na sề quanh tí ký chê sa tác chắc cà ri nô sa ta năng sâm ba chà na na năng á thang gá chàng tí à sa và những người cần mẫn siêng năng niệm thân quán tưởng thường hằng chẳng lơi, chỉ làm việc thích đáng thôi, ngã mạn lậu hoặc khó mòi nảy sanh. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, mình đã cho bài xong, kính dâng mít lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô em mình. Mình chào Tâm Phương vừa vào đạo tràng. Dạ, Tâm Phương ơi, Tâm Phương có cầm mic được không? Cho Nhục Quỳnh một tín hiệu nhanh lên, nhanh lên. Alo, dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn đạo tràng. Cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Tâm Phương cầm mic được. Vậy mà Tâm Phương cầm mic kệ kinh xong rồi thỉnh Đại Đức Minh Mẫn được không Tâm Phương? Nếu được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, không được thì Nhật Quỳnh tiếp tục. Dạ, mời Tâm Phương nha. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào Phật tử. Dạ, chị Nhật Quỳnh, vì Tâm Phương đang ngồi xe cho nên chị là Tâm Phương xin đọc bài, rồi còn thỉnh pháp sư thì nhờ chị Nhật Quỳnh. Dạ, thì bây giờ chị Tâm Phương xin thỉnh pháp sư xin đọc kinh pháp cú ạ. Ye san cha su sa ma ra tha ni chăng ca yak ga ta sa ti a ki a ki chẳng tề na se quan ti ki che cha tắc cha ca ri no sát ta năng sam ba cha na năng át tha gat cha ti a sa hòa. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tự niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những người cần mẫn siêng năng niệm thân quán tưởng thường hằng chẳng lơi, chỉ làm việc thích đáng thôi, ngã mạn lậu hoặc khó mồi
nảy sanh, và đó là bổ thơ của thượng tọa giới đức. Ye san cha su sa ma ran tha ni chăng ca ya ga ta sa ti a ki chăng te na se quan ti ki che sa tan cha ca ri no sa ta nan sam ba cha na nang a tha gan cha ti a sa wa. Dạ, bây giờ chị Nhật Tâm Phương nhận biết lại cho chị Nhật Huỳnh để chị Nhật Huỳnh thỉnh Pháp Sư à. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Tâm Phương rất là nhiều. Ngồi trên xe mà cũng đọc bài được, quá giỏi luôn. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nhật Huỳnh kính cảm ơn Sức Tâm Phương, cô ấy Minh, Sức Sương Mai. Cảm ơn Sức Trần Đạo, Sức Trần Đông đã hoan hỷ lên kỳ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng đạo tràng chúng ta học bài mới là câu pháp của kinh số 294. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Trần Đông cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả buôn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên Phật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, mà đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 294. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Thú Triên Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân bà con chư Phật tử đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 294. Chúng tôi
xin được đọc bài này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Ma ta rằng pi ta rằng hàn tòa. Ma ta rằng pi ta rằng hàn tòa. Đoạn thứ hai: Ra cha nô đuê cha khách thị dê. Ra cha nô đuê cha khách thị dê. Đoạn thứ ba: Rắp thằng xà nú quá rằng hàn tòa. Rắp thằng xà nú quá rằng hàn tòa. Đoạn thứ tư: A nì khô gia tiết pram mạ nô. A nì khô gia tiết pram mạ nô. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của 4 đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ từ đầu tiên. Ma ta răng. Ma ta răng là ma tú mà chia theo đối cách, thành ra có cái hình thức là ma ta răng. Đây là những cái danh từ bất quy tắc, xin thưa quý vị. Ma tú ký tú. Ma tú là mẹ, mẹ đẻ. Pi ta răng là pi tú mà chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là pi ta răng, là cha sanh, là người cha. Người ma ta răng là người mẹ, pi ta răng là người cha. Han toa là một bất biến quá khứ phân từ. Từ cái căn ha từ cái căn han là giết chết, han toa là sau khi giết chết. Đến đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 4 từ từ đầu: ra cha nô, ra cha là vua, mà ra cha nô là số nhiều, là các vị vua. Chữ đuê là số 2. Chữ chá liên từ có nghĩa và. Chữ khách tí dê đó là khách tí giá, mà chia theo số nhiều đối cách, thành ra nó có cái hình thức là ê. Tí giá đó. Dịch âm đó là sát đế lỵ, mà dịch nghĩa đó là dòng vua chúa. Thành ra khách tí dê đó là các sát đế lỵ. Ở đoạn thứ ba, đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có 3 từ từ đầu tiên: rắp thăng. Rắp thá chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là rắp thăng. Rắp thăng là vương quốc hay là quốc độ. Sa nú quá răng. Cha nú quá răng đó, nếu mà chúng ta phải tách ra đó thì chúng ta sẽ tách tiếp đồng ngữ xá cộng với là anu cha rá. Chữ xá ở đây đó có nghĩa đó là thêm hay là có. Còn anu cha rá đó là người đi theo. Đây là những cái gì đi theo.
Thành ra Sanuchara đó là có người đi theo hay là có cái gì đó đi theo. Rồi từ cuối cùng Hantoa chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Anikho. Anikho này nó đồng nghĩa với là nít đúc khác. Nít đúc khá đó là không còn khổ nữa. Thành ra chữ Ani khô ở đây đó mình có thể dịch đó là người hết khổ, hoặc là người vô u, người vô phiền. Rồi từ tiếp theo là gia tí. Gia tí đây là một cái động từ có nghĩa đó là đi đến, đi hay là đi đến hay là đạt đến hoặc là trở thành. Từ cuối cùng Brahmano. Brahmana chia theo chủ cách, thành ra nó có cái hình thức là Brahmano. Brahmano dịch âm đó là Bà La Môn, còn mà dịch nghĩa đó là bậc phạm chí. Bây giờ chúng ta dịch văn xuôi. Mà ta rằng pi ta rằng han toa. Han toa là sau khi giết chết. Mà ta rằng mẹ, pi ta rằng cha. Cái chúng ta phải cái qua đoạn thứ hai ra cha nô đuê chắc khách tí dê han toa, giết chết các vị vua. Xin lỗi hai vị vua ha. Ra cha nô đuê là hai vị vua. Ồ, chết rồi. Cái chữ khách tái dê ở đây đó. Mình phải chữ khách tái dê ở đây đó là nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho ra cha nô. Nếu mà theo cái văn xuôi đó. Văn xuôi đó thì là đuê khách tí dê ra cha nô là hai vị vua thuộc dòng sắc đế lị. Nhưng mà đây vì văn kể đó cho nên là các ngài sắp xếp đôi khi đó thứ tự nó không có theo thứ tự. Thành ra cái đoạn thứ hai này đó mình cũng ngầm hiểu có một cái bất biến quá khứ khứ phân từ ở đằng sau là ham toa. Thành ra chúng tôi xin được dịch cái đoạn 1 và đoạn 2 lại. Sau khi giết chết mẹ cha, giết hai vị vua thuộc dòng sắc đế lị. Rồi tới đoạn thứ han toa là giết luôn. Rách thăng, giết luôn quốc độ. Sa nu cha răng cùng các tùy tùng. Cùng các tùy tùng. Brahmano, bậc phạm chí.
Gia Tỵ trở thành A Ni Khô, người vô u, hay là người vô phiền, hay là người hết khổ. Rồi đó là bản dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 294. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 294. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Sammabuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivademi Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangham Namami Namatu Ratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 194. Câu kệ này nằm trong phẩm Pháp Kinh Nakawakka, phẩm Linh Tinh. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 295, có cùng một duyên sự được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Quán Há, đề cập đến trưởng lão La Cun Ta Ca Phát Đi Giá. La Cun Ta Ca đó có nghĩa là lùng, thấp. Phát Đi Giá đó là cái họ. Hồi thời xưa đó chúng ta biết đó là người ta gọi nhau bằng họ. Còn cái tên đó người ta ít có gọi. Ví dụ như là công tử nhà họ Nguyễn này, hay công tử nhà họ Trần. Đại loại vậy. Và trưởng lão La Cun Ta Ca Phát Đi Giá này có cái biệt hạnh gì bà con chư Phật tử chúng ta nhớ không? Tướng mạo của Ngài đó rất là thấp, lùng. Nhưng mà Ngài là một bậc A-La-Hán lục thông. Ngài có cái biệt hiệu đó là Đức Thế Tôn Ngài ban cho một cái biệt hiệu là cái vị đệ nhất về, đệ nhất có cái giọng nói êm ái, ngọt ngào. Cái câu chuyện về Ngài La Cun Ta Ca Phát Đi Giá này dài lắm, xin thưa, nhiều lắm. Nhưng mà ở trong cái duyên sự này đó thì đề cập đến một khía cạnh thôi. Và sở dĩ đó mà Ngài nói đến một cái khía cạnh của cái vị này thôi đó là vì liên quan đến các cái vị tỳ kheo khác. Bởi vì các cái vị tỳ kheo khác á
túc duyên của các cái vị đó, tu hành liên quan đến cái khía cạnh này. Cho nên chỉ cần Đức Thế Tôn Ngài đề cập đến cái khía cạnh này của tỳ kheo Lakkhuntaka Phát Đi Gia đó, thì đó như là một cái sự gợi mở, một cái thoại đầu để các cái vị tỳ kheo kia đó nghe, chiêm nghiệm, suy gẫm, từ đó đó mà khởi lên được chánh kiến về nhân quả nghiệp báo, chánh kiến về tam tướng, và nhờ đó, đó mà ngộ ra được, và ngộ ra được tức là thành tựu được cứu cánh đời sống phàm mạnh. Cho do đó đó, vào một lần nọ có rất là nhiều các vị tăng khách từ phương xa về ý kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Thì lúc bấy giờ trưởng lão Lakkhuntaka Phát Đi Gia này ở gần ở đó, thành ra Đức Thế Tôn đó Ngài mới hỏi các cái vị tỳ kheo khách tăng. Ngài nói này chư tỳ kheo, các vị có thấy không, cái vị tỳ kheo này nè, vị tỳ kheo đó đó, tức là Ngài ám chỉ cho trưởng lão Lakkhuntaka Phát Đi Gia, là người đã giết cha nè, giết mẹ nè, rồi không có sầu muộn nữa. Thì xin thưa quý vị đó, nếu mà đặt trường hợp mình nè, khi mà một bậc thầy tổ nào đó, một người có ân đức nào đó, hoặc là cha hoặc là mẹ mình nói một câu gì đó mà nghe nó hơi lạ tai đó, xin thưa quý vị, thì có phải đó là ngay khi đó cái tư duy của chúng ta đã phải làm việc nhiều hơn không? Phải khởi lên nhiều cái thắc mắc. Tại sao thầy mình nói vậy, bậc trưởng lão này nói vậy, cha mình nói vậy, mẹ mình nói vậy, cô mình nói vậy, thầy mình nói vậy. Đó, lập tức mình sẽ suy tư. Suy tư nhiều hướng, nhiều góc độ khác nhau, xin thưa quý vị. Và nếu mà cái trí tuệ của mình đó đủ sâu sắc, đủ sắc bén đó, giống như Ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn đó, khi mà Ngài A Xà Chí nói ra một câu kệ gồm có 4 đoạn thôi, thì Ngài Tôn giả Sariputta đó, suy nghĩ. Ở trong kinh nói đó là đến mấy chục ngàn hướng đó, xin thưa quý vị. Mấy chục ngàn hướng, mấy chục ngàn khía cạnh từ cái bài kệ đó. Khiếp vậy đó. Thì khi mà người ta nói một cái điều gì đó mà mình khó hiểu đó, thì cái trí tuệ nhạy bén lập tức nó sanh lên để nó cân đo đong đếm, suy tư phán xét nhiều khía cạnh, nhiều hướng vậy đó. Làm sao đó để có thể đó hiểu tận cùng được cái câu nói, lời nói đó. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói vậy xong, các cái vị tỳ kheo này đó là không có hiểu do nhân vị duyên gì mà Đức Thế Tôn Ngài nói vậy. Và dĩ nhiên là các cái vị tỳ kheo ở trước mặt Đức Thế Tôn thì luôn luôn lúc nào cũng có sự cung kính, tôn kính nhất định. Không có dám múa rìu qua mắt thợ được. Thì nhân đây chúng tôi xin đóng ngoặc mở ngoặc để nói thêm một chút, là Ngài Xá Lợi Phất sau khi mà Ngài thành tựu được quả vị A-la-hán tứ tuệ phân tích xong, nó trở thành là bậc thượng thủ tinh văn, thì có một lần nọ Đức Thế Tôn Ngài cũng đưa ra một câu hỏi, và Ngài Xá Lợi Phất cũng ngồi im lặng. Dạ, cũng ngồi im lặng. Sở dĩ mà Ngài ngồi im lặng là không biết Đức Thế Tôn Ngài đang ám chỉ về cái khía cạnh nào.
hiểu không hết. À, mà mình biết Đức Thế Tôn Ngài muốn ám chỉ về cái khía cạnh nào, cho nên là phải ngồi im lặng. Để đợi Đức Thế Tôn Ngài gợi ý đó, thì bắt đầu đó là tôn giả Xá Lợi Phất mới thao thao bất tuyệt thuyết giảng. Các cái vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo mà khi Đức đứng trước mặt Đức Thế Tôn đó, thì xin thưa với quý vị là không có dám múa tay múa chân đâu, không có dám múa rìu qua mắt thợ đâu, mà phải khi nào mình thật sự hiểu thì bắt đầu đó mới nói. Giống như người xưa mình nói đó là biết đó, thì bắt đầu mới thưa thốt, chứ còn không biết đó, thì dựa cột nghe, không biết là ngồi im lặng vậy. Ngồi im lặng cho đến khi nào Đức Thế Tôn Ngài mở lời đó thì thôi, còn không đó là vẫn cứ thế ngồi im xuống. Và rồi có những gì đó mà không có hiểu đó thì phải hỏi lại. Thành ra các cái vị tỳ kheo này đó không biết Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cái gì, thành ra mới hỏi. Bạch Ngài, do nhân gì, duyên gì mà Ngài lại nói như vậy? Thì thay vì Đức Thế Tôn Ngài giải thích thì Ngài không giải thích, mà Ngài lại ngâm lên cùng một loạt hai câu kệ. Và hai câu kệ này xem như là hai cái thoại đầu, hai tiêu đề để cho các cái vị tỳ kheo đó đó chiêm nghiệm suy gẫm với cái túc duyên của các vị đó, đó liên hệ đến cái đề tài kiểu này. Và liên hệ đến đề tài kiểu này, cho nên đó là các cái vị đó mới chiêm nghiệm suy gẫm theo hướng nhân quả nghiệp báo, chiêm nghiệm suy gẫm theo hướng tam tự. Và sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài dứt hai cái câu kệ này đó thì các cái vị tỳ kheo đó đó đều trở thành bậc A-la-hán cả. Và đều trở thành bậc A-la-hán cả. Thì hôm nay chúng ta học đến câu kệ đầu là câu kệ 294, Đức Thế Tôn Ngài thuyết. Ma ta răng pi ta răng han toa ra cha nu đuê cha khách tí dê rách thăng xa nu cha răng han toa a ni khô gia tí pram ma nu. Câu kịch này Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua Xác Lị, giết vương quốc quần thần, vô u phạm chí sống. Đó là cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu mà được ghi lại ở trong bộ chú giải của Ngài Pháp Minh. Không biết là cái bản dịch của quý vị đưa lên ở trên Zoom nó có giống không? Chúng tôi thấy rồi, thế xin đây mình đưa lên đây này, chúng tôi đọc quý vị, đọc quý vị nghe. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua Xác Lị, giết vương quốc quần thần, vô u phạm chí sống và giống. Rồi có cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức, chúng tôi cũng xin được đọc để quý vị cùng nghe. Sau khi giết mẹ cha rồi, giết hai vua nọ hết đời hiếu tranh, chém quốc khố đại thần, diệt luôn lãnh thổ quan quân tùy tùng, được rồi quốc độ mênh mông, bậc vô u sống thông dông bốn mùa. Và đồng thời chúng tôi cũng đã có dịch văn xuôi của cái câu kệ này, cho nên qua ba bản dịch này thì mong đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu rõ, hiểu thấu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Xin thưa với quý vị, câu kệ này nè, là Đức Thế Tôn Ngài sử dụng cái hình ảnh ẩn dụ để khơi gợi cái tính tò mò của người nghe. Cho nên lúc nãy trong cái phần mà trình bày duyên sự đó,
Chúng tôi cũng đã có nói, mỗi mỗi bề mà Đức Thế Tôn thuyết đều có đối tượng, xin thưa quý vị, có đối tượng nghe. Thì cái câu kệ này đó là đối tượng nghe là các cái vị tỳ kheo khách tăng, và mỗi mỗi đối tượng nghe đó, đó đều có cái túc duyên khác nhau, đều có cái thường cận nghiệp đó khác nhau. Và chỉ với Đức Thế Tôn thôi, chỉ với Ngài đó, Ngài mới thấy rõ ràng ưu khuyết điểm của mỗi người, ưu khuyết điểm của mỗi nhóm người. Từ đó, đó mà Ngài thuyết cái đề tài tương ứng thích hợp đối với đối tượng đó. Qua đó, đó khi nghe xong, đối tượng đó có thể thấy rõ được tính nhân quả nghiệp báo, có thể thấy rõ được lý tam tướng. Nhờ vậy đó mà thành tựu được cứu cánh đời sống phàm mạng, hoặc tối thiểu nhất đó, cũng là nếm được hương vị pháp bảo. Thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh đó tức là chứng đắc được đạo quả La Hán. Còn mình nếm được hương vị của pháp đó, thì mình hiểu chứng đắc đạo quả Tu Đà Quần cũng là nếm được hương vị của pháp. Chứng đắc đạo quả A-la-hán cũng nếm được hương vị của pháp. Nhưng mà khi mình nói nếm được hương vị của pháp thì mình nói rộng hơn là thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh. Tức là thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh thì là đi một cái direct lên tới A-la-hán luôn, sau khi thân hoại mạng chung không còn trở lại đời sống này nữa. Không còn trở lại đời sống này nữa. Thì cái câu kệ này đó Ngài thuyết phù hợp với các cái vị tỳ kheo khách tăng này. Và qua cái câu kệ này nè, qua cái hình ảnh ứng dụ này nè, thì mình hiểu đó, mình hiểu đó là các cái vị tỳ kheo này nè, trí tuệ sắc bén. Nhưng mà cần phải qua cái hình ảnh ứng dụ vậy đó thì trí tuệ sắc bén của các vị này nè mới được hiển lộ một cách thấu đáo, một cách trọn vẹn. Nhờ đó đó mà các vị này có thể thành tựu được của cánh đời sống phàm hạnh. Thế vậy xin hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, trước khi mà chúng ta nghe cái câu kệ bằng văn tiếng Việt đó, là sau khi giết mẹ cha nè, thì mình nghe xong đó, cái cảm giác sẽ như thế nào? Có sắc không, xin thưa quý vị? Có thể. Dạ, có thể. Dạ, nghe sốc, nghe ngạc nhiên. Là tại sao đó mà ở trong kinh lời dạy đó là giết mẹ cháu? Mình sẽ ngạc nhiên nè, mình nghe sẽ bị sốc. Sở dĩ mình ngạc nhiên, mình nghe bị sốc vậy đó là vì cái trí tuệ của mình còn hữu hạn lắm, còn kém, còn thấp. Sự khéo tác ý của mình đó còn cực kỳ giới hạn. Dạ, còn cực kỳ giới hạn. Một câu nói người khác nói ra, mình có thể có rất là nhiều cách để hiểu, xin thưa quý vị, chứ không phải một, hai cách. Nếu như đó mà mình có được một cái sự hiểu biết vậy đó, thì bây giờ đó, khi mà ai nói ra một cái câu gì đó, là mình có huân tập khéo tác ý đó, thì mình sẽ hiểu, mà mình sẽ hướng đến, mình sẽ nhắm đến cái khía cạnh tốt đẹp. Nhưng nếu như mà mình không có huân tu, mình không có tập cái khéo tác ý đó, thì mình sẽ dễ dàng nhắm đến, hướng đến, hiểu theo cái nghĩa đen, nghĩa hiển bày, nghĩa rõ ràng, lộ liễu. Còn người mà có huân tu, có tập cái khéo tác ý này, có huân tu, có tập để trí tuệ của họ sắc bén, rộng rãi, sâu sắc đó, thì bây giờ đó họ sẽ khởi lên cái sự tò mò, để rồi gì, qua câu nói đó, tiếp theo các câu sau đó, họ sẽ hiểu vấn đề một cách rộng rãi hơn, sâu sắc hơn, đúng đắn hơn.
đúng đắn hơn. Vậy thì cái câu nói mà ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy đó là ma ta răng pi ta răng han toa ra cha ma, một đoạn thôi. Ma ta răng pi ta răng han toa là sau khi giết chết mẹ cha. Vậy thì giết chết mẹ cha, mẹ cha ở đây đó mình phải hiểu theo cái nghĩa nào, mình phải hiểu theo khía cạnh nào? Nếu mẹ cha mà mình hiểu theo cái nghĩa đó là người có công hạnh nè, người có ân đức nè, người có công hạnh, người có ân đức đó, thì giết mẹ cha này là đúng hay sai? Nếu mà theo cái khía cạnh này, giết mẹ cha đó là phạm ngũ nghịch đại tội. Người có công hạnh, người có ân đức, người có công sinh thành dưỡng dục, tạo tác ra mình mà, rồi cái nuôi cho mình khôn lớn lên nữa, thành nhân chí mỹ nữa, mà mình giết cái người đó đó là mình phủ nhận cái thánh ân. Phủ nhận cái thánh ân. Giết theo cái khía cạnh này nè là phạm ngũ nghịch đại tội. Nhưng mà mẹ cha đó còn được hiểu theo một cái khía cạnh khác, là sự sinh sôi nảy nở tạo tác. Cái gì mà làm cho sinh sôi ra, làm cho nảy nở ra, làm cho phát triển ra, các quẩn tiếp nối sanh khởi đó, thì mình giết cái đó đi, mình giết cái nhân đó đi. Đó, như vậy nếu mà mình nhắm đến, mình hướng đến, mình tác ý đến cái khía cạnh này đó, thì lúc bấy giờ đó mình hiểu mẹ và cha là cái nhân, cái duyên, cái nhân, cái duyên để các quẩn tiếp nối được sanh ra. Vậy thì các quẩn được tiếp nối sanh ra đó là do nhân gì, duyên gì, xin thưa quý vị? Các quẩn tiếp nối được sanh ra là khi nào người đó còn tạo nghiệp. Nhưng mà nghiệp ở đây mình hiểu nghiệp ở đây đó có ba loại. Một là câu sanh nghiệp, hai là quả nghiệp, và ba là dị thời nghiệp duyên, dị thời nghiệp. Thì nghiệp để các quẩn tiếp nối được sanh ra đó là dị thời nghiệp. Đó, thì các quẩn, khi mà còn có dị thời nghiệp đó thì các quẩn được tiếp nối sanh ra từ đời này sang đời khác, tiếp mãi mãi. Còn dị thời nghiệp mà không còn được tạo đó, thì sau khi thân ngoại mạng chung, các quẩn không còn tiếp nối sinh ra nữa. Mà nghiệp dị thời được tạo đó là do bởi nhân gì? Xin thưa quý vị, đây là vì do còn chất ẩm ướt. Cho nên dị thời nghiệp đó mới được tạo, hay là mới cho trổ quả. Mà chất ẩm ướt ở đây chính là tham ái. Chính là tham ái. Cho nên phải diệt trừ đi cái nhân đó. Phải giết cái nhân đó, phải cắt đứt cái nhân đó, thì sự sinh sôi nảy nở của các quẩn về sau đó không còn. Thành ra đó là mình hiểu giết cha mẹ đó là theo cái hướng này, theo cái khía cạnh này. Nhưng mà giết tham nó khó lắm, xin thưa quý vị. Sân đó là bùng phát mà, sân đó là tạo ra tội nhiều nè, bùng phát mạnh nè, nhưng mà dễ diệt. Còn tham đó cứ lầm li li nè, nhưng mà khó diệt. Chứ là khó diệt lắm, khó cắt đứt lắm.
mẹ ở đây đã làm chỉ cho tham lam, còn cha đó làm chỉ cho ngã mạn. Thì giết mẹ cha là cắt đứt, từ bỏ, chấm dứt đi cái sự ẩm ướt để cái chủng tử mà mình tạo đó nó không còn cho ra kết quả nữa. Không cho ra kết quả nữa. Nhưng mà để diệt trừ được cái tham đó, xin thưa quý vị, thì phải diệt trừ hay là giết chết những cái mà mình có thể nói đó là trước đó, hoặc là dễ hơn một tí. Nói dễ vậy thôi chứ cũng kìa, thực sự ra thôi thì cũng khó, chứ không có cái gì mà dễ cả. Không có cái gì mà dễ cả. Đối với tất cả các cái phiền não đó, thì không có cái nào đó là dễ diệt, và không có cái nào đó là khó diệt cả. Nhưng mà ở đây đó mình hiểu nữa. Cái gì mà mình đứt trước, mình diệt trừ trước đó, thì cái đó đó là khó. Rồi những cái gì mà cắt đứt sau này, diệt trừ sau đó, thì tương đối dễ hơn. Bởi lẽ đó nó đã có cái trớn rồi. Giờ nó đã có cái trớn rồi. Thì để diệt trừ được tham đó là khó. Thế thành ra đó là phải diệt trừ những cái trước đó, những cái đó xem như đó là đơn giản hơn, dễ hơn. Thì cái đơn giản dễ diệt hơn ở đây là gì? Là hai vua sát lị. Và hai vua sát lị. Câu đầu với câu hai, đoạn đầu đoạn hai đó, xin thú vị, là một vế. Nếu mà theo cái mạch văn Bali đó, là diệt cùng một lúc đó. Giết cùng một lúc đó là giết cha này, giết mẹ này, giết hai vua sát lị. Thật sự ra đó là tới ba đoạn lận. Nếu mà theo cái mạch văn Bali đó, là ba đoạn đó diễn ra cùng một lúc. Chúng ta thấy đều ba đoạn này có hai cái quá khứ phân tử, bất biến quá khứ phân tử là hành toa hành toa. Nhưng vì đây là văn kệ, thành ra đó là đoạn 1 với đoạn 2 chúng ta thấy có một từ hanh. Nhưng kỳ thật ra đó, nếu mà viết lại văn xuôi đó, thì mỗi một đoạn về đều có từ hanh toa cả. Và ba từ hanh toa này chúng ta thấy nó giống nhau. Điều đó có nghĩa rằng là cả ba đoạn này nè đều diễn ra cùng một lúc. Nhưng mà như khi nãy giờ chúng tôi phân tích, chúng tôi nói với bà con chư Phật tử chúng ta đó, là để diệt trừ được tham lam ngã mạn nó khó. Thành ra là gì? Phải giết hai vị vua trước. Thì hai vị vua ở đây đó ám chỉ cho cái gì? Hai vị vua ở trong chú giải đề cập đến đó là đoạn kiến và thường kiến. Đoạn kiến và tà kiến. Phải diệt trừ tà kiến trước, phải bỏ tà kiến trước. Khi mà diệt trừ tà kiến hay là bỏ tà kiến đó, thì cái tri kiến của mình đó mới trở nên chân chánh. Khi mà tri kiến của mình trở nên chân chánh á, thì dẫn đến điều gì, xin thưa quý vị? Mình có chánh kiến, chánh tư duy nè. Thì sẽ dẫn đến đó là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Để có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì dẫn đến đó là sẽ có chánh niệm, chánh định. Chánh niệm, chánh định. Thì từ cái chỗ đó mà mình có được chánh kiến, chánh tư duy đó, tức là mình có được cái nhóm tuệ nè.
À, thì sẽ dẫn đến đó là mình mới cam tâm tình nguyện nè, thu thúc gìn giữ tạo nghiệp nè, thu thúc gìn giữ thân nghiệp nè, thu thúc gìn giữ ý nghiệp. Đã ý nghiệp, và trên cơ sở của chánh kiến đó đó thì bắt đầu đó là gì, mình mới kiên tâm bền chí. Dạ, kiên tâm bền chí giữ chặt lý tưởng. À, để thân hành, khẩu hành, ý hành của mình dựa trên cơ sở của chánh kiến đó. Dần dần dẫn đến đó, à, mới loại bỏ sân, loại bỏ tham, loại bỏ loại bỏ si. À, như vậy thì qua cái chỗ mà chúng tôi trình bày giải thích đó cho bà con cho Phật tử chúng ta, để loại bỏ được sân, loại bỏ được tham, ở đây chúng tôi nói rộng ra đó, tham và sân là hai mặt đối lập lại với nhau. Loại bỏ hoàn toàn tham, loại bỏ hoàn toàn sân đó, thì mình phải dựa trên cái cơ sở của chánh kiến. Mà có chánh kiến có nghĩa rằng là mình phải loại bỏ được tà kiến. À, thành ra bà con chư Phật tử chúng ta đó mới thấy ở trong 10 nhân tạo phước đó, cái nhân thứ 10 đó là cải chánh tri kiến hay là tu tập chánh kiến, đó là cái nhân tạo ra cả ba loại phước. Khi nào mà mình có được chánh kiến thì lúc đó mình mới cam tâm tình nguyện bố thí, và bố thí đúng, bố thí có hiệu quả cao, cam tâm tình nguyện trì giới đúng và trì giới có kết quả cao, cam tâm tình nguyện tu tiến tức là tu thiền chỉ và thiền quán đó, một cách đúng đắn có hiệu quả cao. Dạ, có hiệu quả cao. À, vậy thì từ bỏ tà kiến. Tà kiến thì bà con chư Phật tử chúng ta ai cũng hiểu rồi ha. Ở đây nói ra tà kiến có hai loại, là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là mình chấp cái gì đó nó cũng còn mãi mãi, còn mà đoạn kiến đó là mình chấp không có cái chi cả, không có thánh nhân, không có nhân quả nghiệp báo, không có đời sau kiếp trước gì hết. À, nhưng mà nó tóm chạo gọn lại là tà kiến đó. À, mình hiểu là gì, là nó đối lại với chánh kiến đó. Mà chánh kiến đó là gì, hiểu cái gì ở trên đời này đó nó cũng đó có, đều có nhân quả hết. À, quả là do nhân, mà nhân đó là tất yếu dẫn đến có ra quả. Rồi mình hiểu đó là vạn hữu ở trên cái cuộc đời này không có cái chi mà nó tồn tại mãi mãi cả. Cái quả đất này nè là tuổi thọ lâu đó. Thì các nhà khoa học họ cũng chứng minh rằng có một lúc quả đất này nó sẽ bị hoại. Và nó sẽ bị hoại. Vì có nghĩa rằng là tất cả những cái gì tồn tại ở trên cuộc đời này không bền vững, đến một lúc nào đó nó cũng bị hoại. Cái hoại đi đó chính là vô thường. Và cái hoại đó đó nó tùy thuộc vào cái điều kiện bản chất của cái vật hoại đó. Đó là vô ngã. Dạ, vô ngã. Rồi gì? Cái hoại đi sinh ra mất đi đó đó khiến cho con người đó không chịu được. Dạ, không chịu được. Thì cái không chịu được đó chính là khổ. Dạ, chính là khổ. À, thì chánh kiến hiểu vô thường, khổ, vô ngã của vạn hữu, của vạn vật vậy đó. Còn tà kiến đó là hiểu ngược lại. À, chánh kiến đó hiểu nè, à, vạn hữu trên cuộc đời này đó là đều có nhân có quả. À, còn tà kiến nó hiểu ngược lại. À, chánh kiến hiểu đó, vạn hữu vạn vật ở trên cuộc đời này đó nó bị chi phối bởi sự biến hoại đổi thay nè, dẫn đến đau khổ nè. Biến hoại đổi thay đó nó tùy thuộc vào cái điều kiện bản chất của cái đó. Thì tà kiến hiểu ngược lại. Và tà kiến hiểu ngược lại. À, thì do mình hiểu chánh kiến nè, cho nên là gì, mình loại bỏ tà kiến. Từ chỗ tri kiến của mình hiểu biết đánh vậy, dẫn đến mình nói, mình làm, mình suy nghĩ cũng dựa trên cái cơ sở của chánh kiến đó. À, nhờ đó đó
mà tham lam này, sân hận càng ngày nó càng giảm đi, do càng ngày càng giảm đi. Và giờ nhờ mình hiểu vậy đó thì xin lỗi, tại sao đó tham lam sân hận càng ngày càng giảm đi, xin thưa quý vị, nhờ mình hiểu vậy đó, mình có chánh kiến đó, thì mình sẽ có được chánh tư duy. Vì do mình có chánh kiến chánh tư duy, hồi nãy chúng tôi nói rồi, nói theo bát chánh đạo đó, là do có chánh kiến chánh tư duy này dẫn đến cái mình có đó là gì, chánh ngữ chánh mãn. Thì có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng có nghĩa là sao xin thưa quý vị? Mình có tham, có quý, mình sợ khổ, cho nên là gì, mình mới phải thu thúc, phải gìn giữ thân nghiệp khẩu nghiệp của mình. Thành ra trong một cái câu kệ khác đó, Đức Thế Tôn ngài dạy ra gì, không hổ điều đáng hổ này, hoặc là không sợ điều đáng sợ, hoặc là không lỗi, không có lỗi lầm đó mà lại thấy lỗi lầm, rồi có lỗi lại thấy không lỗi, do chấp nhận tài kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là tài kiến, là hiểu sai cho nên nó mới bị khổ đau vậy. Ngược trở lại là gì? Ngược trở lại là sao? Không lỗi đó ha, thì là thấy không có lỗi. Còn có lỗi đó thì thấy là có lỗi. Mình thân hành không lỗi lầm nè, khẩu hành không lỗi lầm nè, ý hành không có lỗi lầm nè, mình biết rõ. Thân hành mình có lỗi lầm nè, khẩu hành mình có lỗi lầm nè, ý hành mình có lỗi lầm, có khiếm khuyết nè, mình biết rõ. Thì biết rõ như vậy đó có nghĩa là gì? Có chánh kiến. Và do chấp nhận chánh kiến nè, chúng sanh đi cõi lành. Tức là chúng sanh đi đến cõi lành ở đây đó, theo bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Còn mà mình dịch cho đúng là chúng sanh đi đến chỗ an lành. Mà chỗ an lành ở đây đó là các cõi vui. Rồi chỗ an lành ở đây đó còn ám chỉ là gì? Niết bàn. Do chấp nhận chánh kiến vậy đó, thì chúng sanh mới có thể đó là thành tựu được cứu cánh đời sống phạm hạnh, mới nếm được hương vị của pháp. Vậy thì để giết được cha này, giết được mẹ đó, thì trước tiên đó là phải từ bỏ hay là giết được cái tà kiến cái đó. Giết được tà kiến đó thì lúc đó đó xin thưa quý vị đó, nó mới bắt đầu mới là cái đầu mối hay là điều kiện để từ bỏ, để diệt trừ được tham lam sân hận. Tham lam sân hận. Mà xin thưa quý vị đó, để giết được tà kiến này, hoặc là tham lam sân hận thì tà kiến khi mà sanh lên, hoặc là tham lam khi mà sanh lên, hoặc là ngã mạn khi mà sanh lên đó, thì bà con ai mà học ví dụ pháp rồi đó, thì chúng ta thấy đó, khi mà tâm tham nó sanh lên thì hoặc là tham đó đó không có ngã mạn, không có tà kiến, hoặc là tham đó đó có ngã mạn, hoặc là tham đó đó có tà kiến. Có tà kiến. Nhưng mà dù cho tham không có ngã mạn, không có tà kiến đi nữa đó, thì không phải chỉ có một mình tham xin thứ gì, mà trong tâm tham sanh lên đó, đó nó phải có các cái yếu tố khác đi theo. Thì các cái yếu tố khác đi theo đó, đó ở trong vi diệu pháp gọi là cetasika, là các cái sở hữu, các thuộc tính đi theo. Cái một tâm tham sanh lên này, thì lúc đó nó sẽ có gì xin thứ gì? Si vô tàm vô quý phóng dật. Dạ, đây là các cái tùy tùng. Dạ, các tùy tùng hay là các cái quần thân là hay là những cái gì phụ thuộc
những cái gì phụ thuộc. Khi tham có tà kiến đi theo thì cũng có bốn anh này: si, vô tàm, vô quý, tổng chặt. Và rồi có khi đó có thêm lại gì? Hôn trầm thủy miên, tức là biến nhát, giả dưỡi, lười biến. Đó là những cái yếu tố hay là những cái thuộc tính xấu đi theo. Những thuộc tính đó mình gọi là tùy tung, đó là quân thân, là quần chúng. Những cái tùy tùng, những cái thuộc tính, những cái quần thân đó, đó đều bị diệt hết. Và đều bị diệt hết. Thành thử ra đó, khi mà chúng ta tu đúng rồi nha, tâm tham bị giảm. Tâm tham mà nó giảm đó, thì dẫn đến tâm sân. Lòng tham lam mà bị giảm thì dẫn đến lòng sân hận cũng sẽ được giảm theo. Lòng sân hận được giảm theo thì đến sự u mê dốt nát cũng sẽ được giảm theo. Thì khi đó đó thì dẫn đến là gì? Sự biến nhát lười biến cũng sẽ được giảm theo. Rồi lại gì? Cứng đầu cứng cổ khó dạy cũng sẽ được giảm theo. Rồi bắt đầu là gì? Vô tàm. Vô tàm là không có sợ tội lỗi đó. Thì bây giờ đó là có sợ tội lỗi. Có ghê sợ tội lỗi, có sợ tội lỗi. Đó, rồi phóng dật nghiệm đó cũng sẽ giảm. Các cái thuộc tính này nó sẽ giảm, giảm, giảm từ từ. Nó sẽ giảm từ 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 từ. Và giảm đến một mức độ nào đó. Giảm đến khi nào nữa, mà lòng tham lam không còn. Lòng tham lam không còn thì tức có nghĩa đó là cái chất ẩm ướt không còn. Chất ẩm ướt không còn, nói gọn lại đó là phiền não không còn. Và phiền não không còn thì khi mà phiền não không còn thì ngay khi đó, đó tâm tư của người đó, đó tục. Tâm tư của người đó đó là nhàn tịnh, nhàn hạ, an nhiên, thanh tịnh. Mà nhàn tịnh, nhàn hạ, thánh thiện, thoát tục đó thì đâu còn lo, đâu còn sợ, đâu còn u phiền, đâu còn khổ sở nội tâm nữa. Thế đâu còn khổ sở nội tâm nữa. Mà sở dĩ vậy đó là sao, xin thú vị? Đó là trước hết nha, là vì do các cái phiền não nó giảm vậy đó. Các cái phiền não nó giảm, các cái phiền não đó nó giảm đó là vì do người đó dựa trên cái cơ sở chánh kiến, cho nên dẫn đến đó, mới cam tâm tình nguyện thu thúc cái miệng, thu thúc cái thân, là thu thúc cái ý nè, và giữ vững cái lập trường của mình vậy, kiên định vậy, dù cho gió cỡ nào đi nữa cũng không có thay đổi đó. Thành ra đó là người đó không còn thân, đó là không còn sát sanh trộm cắp tà dâm nữa. Khẩu thì không còn nói dối, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nói nhảm nhí nữa. Ý không còn tham ác, sân ác, tà kiến. Và với người vậy thì được gọi là Brahmanu, phạm chí đó. Phạm chí đó. Và vì do nội tâm của người đó không còn phiền não vậy thì thành ra người đó sống vô tư vô vô lo. Dạ, vô tư vô lo. Người thân không còn ác hạnh, khẩu không còn ác hạnh, ý không còn ác hạnh, không còn ác hạnh thì người đó được gọi là phạm chí. Và vì nội tâm của người đó, đó không còn phiền não thì thành ra đó là gì? Người đã sống vô tư vô lo. Và ngay khi đó, đó người đó không còn khổ khổ tâm nữa. Và không còn khổ tâm nữa, nhưng mà vẫn còn khổ thân, chưa thưa quý vị. Vẫn còn khổ thân là vì do quả nghiệp nó vẫn còn. Quả nghiệp vẫn còn, vì thời nghiệp đó là ngay khi đó hết, không còn nữa. Dạ, hết không còn nữa. Nhưng mà quả nghiệp nó vẫn còn, thành ra là gì?
người đó cũng gì cũng vẫn bị là nóng đó thì cũng khó chịu, lạnh đó cũng khó chịu, rồi là cũng đau bụng nhức đầu nè, rồi các cái loại bệnh khác do nghiệp quá khứ nó chi phối, do các nghiệp quá khứ nó chi phối. Cho đến khi người đó thân hoại mạng chung đó thì mới thật sự ra là hết khổ. Yeah, mới thật sự ra là hết khổ. Vậy thì cái câu kệ này đó, chúng ta phải hiểu theo cái khía cạnh hay là cái nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ. Nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ ở đây đó, mình hiểu Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là đoạn trừ cái nhân sinh ra cái sự hiện hữu này. Khi nào mà còn cái nhân sinh ra hiện hữu này đó, thì lúc đó đó cái hiện hữu này nó mới còn nảy nở sinh sôi. Đoạn trừ nó đi đó thì cái hiện hữu này nó không còn nảy nở sinh sôi nữa, lúc đó mới hết khổ. Để đoạn trừ được cái nhân sinh ra sự cái hiện hữu này đó, thì trước tiên là gì? Mình phải làm cho cái tri kiến của mình trở nên chân chánh. Mà để tri kiến của mình trở nên chân chánh thì phải loại bỏ đi cái hiểu sai là tà kiến, thay vào đó chánh kiến. Nhờ có chánh kiến đó, dựa trên cơ sở của chánh kiến đó, thì mình mới có được thu thúc hay là gìn giữ bảo vệ thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Và vì có chánh kiến đó cho nên là gì, cái tâm của mình hay lý tưởng của mình đó mới vững chãi được. Nếu mà chánh kiến của mình không có đó thì xin thưa quý vị, mình sẽ dễ bị người này người kia người ta vũ khí đó. Người ta nói này nói kia mình cũng nghe cũng theo thì sẽ khổ. Đó là toàn bộ ý nghĩa, đó là toàn bộ những gì mà chúng tôi hiểu về cái câu kệ pháp cú số 294. Xin được chia sẻ đến với toàn thể quý vị là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị hanh thông trong đời sống, được tiến trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực đại thần lực. Cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin nơi chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 294 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh đại đức Minh Mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung. Và con kính dâng mít đính sư. Phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhutanu phavena sapa Thamma nufa we na sabba sangha nufa we na soda sote pa wan tu te. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra
sappana puta suki tapa wan tute chala puta yepi cha anda sampawa samseda cha ta athavo papatika niyani kang thamma wa rang patit cha te sappe pi dukha sakharantu sankhayang tha tu chi rang sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha vuốt ga la sang khổ hồ tu sa mắc gô qua át tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô vuốt thêm sâm pha phu ni ya ma thẩm ma ri ya ba vệ di lê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào công nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học kha pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mít.